Xin chào các bạn, mình là Tôn MG và trong video lần này chúng ta sẽ cùng reaction những cái video đã cố đánh lừa mình ở trên group ảo thuật Việt Nam. Và nếu các bạn không biết group ảo thuật Việt Nam là gì thì group này đã được mình tạo qua đây khoảng 2 năm rồi và có hơn 13.000 người yêu thích bộ môn ảo thuật hoạt động trong đó. Nếu em quan tâm đến cái group này có thể kiểm tra link dưới phần mô tả nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần reaction thôi. Cho anh em xem về cái thể lệ cuộc thi này. Video sẽ được biểu diễn dưới 1 phút này, chất lượng HD này, kèm hashtag này này. Đăng video trong group này. Cái ngày này thì không quan trọng lắm, chủ yếu là mình muốn nhiều anh em tham gia nhất có thể thôi. Và giải thưởng cho người chiến thắng sẽ là một bộ bài Avenger. Và đây sẽ là cảm quan cá nhân của mình đánh giá về một video thôi nhá. Có thể các bạn thấy nó hay hoặc không, nhưng mà mình sẽ trao giải cho người nào mà mình thấy có thể lừa được mình này, và mình thấy nó hay nhất đối với bản thân mình thôi nhá. Em không nên tranh luận quá về vấn đề đấy làm gì, tại vì nó chỉ đối với mình thôi. Ok, video đầu tiên là một phần biểu diễn ảo thuật của bạn Dương Tuấn Sơn. Chúng ta sẽ cùng xem trong video có gì nhá. Mà thật Rubik rất ngắn thôi, có 14 giây thôi, anh em tập trung nhé. Ai à? Ông đền lắm không ạ? Ông đền lắm. Nhưng mà đã thấy là hiệu ứng của trò thuật này rất hay đúng không? Nhưng mà rất là tiếc mình đã biết nguyên lý của cái trò này rồi. Rất tiếc cho ông. Chúng ta sẽ cùng xem một video của bạn Dương Nhôm nhé. Video này dài khoảng 21 giây về bài. Mình sẽ bật HD lên cho anh em xem nhé. Video này không có HD à? Chỉ có 270p rồi này. Như ở trong thể lệ thì mình yêu cầu là video phải đạt chất lượng HD cơ. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ cùng xem video để xem nó sẽ như thế nào nhé. Kiểu gì? Trời, mai chứ. Tiếc thế. Ây à. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một video của anh Trương Công Tuấn. Anh em nhìn thấy không? 1080 luôn, full HD luôn nhá, chứ không chỉ HD không đâu. Rồi chúng ta bắt đầu xem thôi. Mình sẽ tắt cái phần âm thanh này đi để tránh vấn đề bản quyền. Ok, chúng ta sẽ cùng xem thôi. Không biết là trò thuật với gì, bài su. Bắt đầu bấm giờ này. Xem lại các bạn ơi. Cái gì vậy? Từ đầu luôn. Mình nghĩ là anh em cũng cần phải xem lại đấy. What the f... chịu rồi đấy. Trò này như nào? Ok, trò này đã lừa được mình rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với những trò tiếp theo nhé. Sẽ có rất nhiều trò lừa được mình tin là như vậy. Và mình sẽ chọn ra một cái trò mà đối với cá nhân mình thấy nó hay nhất. Cá nhân mình nhé, anh em nhớ kỹ câu này nhé. Cá nhân mình thôi. Ok. Trò này dị thật. Trò này kiểu trong đầu không thể có một tí nào hình dung về nó học luôn đấy. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ xem một video về su của bạn Bin Nguyễn. Rồi, xem nào. Mình thích cái effect này cực, kiểu nó không có gì đâu ạ. Anh em mình hất
thất 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 rồi cái nhẫn hay là cái đồ vật nó bắt đầu xuất hiện đấy. Mọi cái fake nhìn lạ đấy, mình là lần đầu tiên nhìn đấy. Anh em xem lại một chút cái đoạn này nhé. Đó, không có gì à. Thất 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 thất. Chưa, thông minh vậy. Rất hay, đỉnh luôn. Mình thích cái cách mà bạn ấy biểu diễn cái trò thuật này, xem nó rất là đã. Chúng ta sẽ cùng đến với video tiếp theo và video này chắc chắn là lừa được mình. Mà nếu các bạn không biết mình bị lừa ở đâu ấy thì ở cái đoạn đầu tiên ấy vào mình đã bị lừa luôn rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với một video của bạn Trương Việt Thái nhé. Tiếp tục lại về bài. Ok, tắt cái âm đã. Ma mị thật. Tất nhiên là video này lừa được mình. Wow. Kìa cả, nó không chỉ lừa đâu mà cái effect đeo lại cũng hay cơ. Nhất là cái đoạn này này, anh em xem lại. Trời, ma được. Ok, mình thả tim video này rồi. Ok, tiếp theo sẽ là một video về bài nữa. Chờ. Đẹp đấy. Ai mình biết nhưng mà đẹp. Đẹp thật. Ôi, đẹp quá bro ơi. Quá đẹp luôn. Nhưng mà video này không đạt được cái yếu tố là lừa được mình, nhưng video này đẹp đấy. Động tác nhìn rất là phê. Clean luôn. Sạch sẽ luôn, anh em hiểu không? Sạch sẽ là kiểu mình biết một cái gì nó hoạt động nào nhưng mà nhìn vẫn thấy người ta làm nó đẹp quá. Mình lưu ý một chút cho anh em nhá, là chương trình này có rất là nhiều anh em tham gia. Mình đã xem từng video rồi. Nhưng mà video trên YouTube thì nó sẽ xuất hiện được, mình nghĩ là khoảng 4 đến 5 video. Cái này là do bạn edit lọc ra nữa. Thì tất cả video là mình đã xem hết. Và trên video thì nó không có hiện hết được các bạn. Thì anh em thông cảm giúp mình điều đấy nhá. Nó sẽ hiện được một vài người nhất định thôi, chứ không phải là tất cả anh em. Còn tất cả anh em đăng video trên này là mình sẽ xem hết sạch, nên anh em yên tâm nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần mình nghĩ sẽ chọn ai là người được giải nhất và thắng được cái bộ bài Avenger. No. Nào để tôi trao giải nào. Tôi biết ai được giải nhất rồi đấy. Ok, bộ bài Avenger này sẽ thuộc về anh Trương Công Tuấn. Ok, chúng ta sẽ cùng xem lại video của anh Trương Công Tuấn nhá. Như em thấy đấy, nó kiểu nó ảo đến mức mà không thể tin được anh em ạ. Ok, mình sẽ liên lạc với anh Tuấn để trao cái giải thưởng này cho anh Tuấn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Video này kết thúc rồi và nếu em có bất kỳ ý kiến nào nhớ bình luận ở bên dưới nhá. Mình là Tuấn MZ, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, đừng quên nếu anh em muốn mua những cái bộ bài như thế này hoặc là
hoặc là bố mình là tượng, hoặc là không trả lời được. Như thế này, hoặc là như thế này, hoặc là như thế này nữa. Thì nhớ kiểm tra link dưới phần mô tả của video nhé. Mình là Tuấn MZ, còn bây giờ mới là thật sự. Xin chào và hẹn gặp lại.